Sau hơn 5 năm theo đuổi, từ 6 con giống ban đầu, đến nay trang trại của anh Phan Thanh Long, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có khoảng 90 con, cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Cuối năm 2012, anh mua 4 con cái và 2 con đực khoảng 30 triệu đồng, được cơ quan kiểm lâm kiểm tra và cấp giấy phép. Sau nhiều lần thất bại, anh Long có thêm được kinh nghiệm nuôi, từ đó phát triển đàn tăng về số lượng lẫn chất lượng. Chồn hương có đặc tính dễ nuôi, dễ chăm sóc, nó có thể ăn tất cả các loại thức ăn, kể cả thực vật lẫn động vật. Là loài ngày ngủ đêm ăn, nên cứ chiều tối cho chúng ăn cháo trắng hoặc cá và bổ sung thêm chuối. Giống này thường bệnh đường ruột, anh chủ động cho ăn đồ chín nên loại bỏ khả năng bệnh tật. Quen dần được với tập tính của chồn, anh Long tiếp tục mở rộng chuồng trại. Giống này sống đơn lẻ nên nhốt chung là cắn nhau. Thường anh cho chúng giao phối 2-3 ngày là tách riêng, con non ở với mẹ cũng chỉ khoảng 1-1,5 tháng. Hiện trại chồn hương của anh Long có gần 30 con bố mẹ, mỗi năm đẻ từ 2-3 lứa, cho sinh sản khoảng 70 con. Nuôi khoảng 10 tháng, chồn hương thương phẩm sẽ đạt trọng lượng từ 2,5-3 kg là có thể xuất bán với giá từ 1,3-1,5 triệu đồng một kg. Anh Long vừa được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa trao giải khuyến khích về kỹ thuật sinh sản nhân tạo giống chồn hương.